Rồi. Đây, khu thùng cà phê 1000. Số series 059 663. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 6 năm 2024. Ok. Mời anh cầm điện thoại quay giúp em nghe. Em bưng ra cho. Bào này hơi trời. Mấy không? Mấy luôn. Không. Dây là dây dán màn hình còn y luôn. Ba rưỡi. Ok. Mời anh coi đi. Trời trời, nít quá chừng à, không. Cái miếng này là miếng bảo vệ màn hình cho nên yên tâm ha. Rồi, anh nhìn nghiêng nghiêng cái bàn phím anh coi thử bấm không? Nó có giống bàn phím của anh không? À, mà lấy dây nguồn đây, dây nguồn nè. Hàng mới khui là phải mới. Mình cắm vô đây. Gì những bàn phím uy tín quá ha. Sao gương được á. Mời anh bật nguồn. Rồi thả ra đi anh. Đó. Để quay cái số series bên dưới luôn. Đây. Đó. 059663 trùng với lại số series của thùng. Ok ha. Như vậy là. Đây. 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 059663. Ok.